Tập gym là cả quá trình gian khổ kéo dài, vượt qua được nó bạn sẽ có được sức mạnh và thân hình chuẩn hàng mơ ước. Tuy nhiên, không phải ai có thể kiên trì tập gym một cách nghiêm chỉnh, rất nhiều bạn dễ nản lòng, bỏ giờ giữa chừng. Các lý do khiến bạn không thể tập gym đều đặn là gì? 1. Bạn quá bận rộn với công việc và học tập. Bạn cho rằng công việc của bạn quá bận rộn, hoặc bạn đang cần dành nhiều thời gian cho việc học tập hơn là tập luyện. Đã đến lúc bạn cần thay đổi suy nghĩ đó. Việc tập gym giúp chúng ta có sức khỏe. Khi có sức khỏe, bạn sẽ có thể tận hưởng được nhiều hơn thành quả lao động của bạn, cũng như nâng cao khả năng học tập. Đừng gượng ép bản thân phải tập luyện như thế này như thế kia, mà hãy tạo ra thói quen tập luyện. 2. Bạn nói rằng bạn không có điều kiện để ăn uống tốt hoặc không thể sử dụng các loại thực phẩm bổ sung khi tập gym. Trên thực tế, dù bạn không tập gym thì bạn vẫn cần ăn uống đầy đủ dưỡng chất. Hãy nghiên cứu để có thể ăn tốt hơn, đủ chất hơn. Thực phẩm bổ sung chỉ để bổ sung, có thì tốt, không có cũng không ảnh hưởng gì. Điều quan trọng nhất là bạn có kế hoạch tập luyện và ăn uống đầy đủ, bạn sẽ khỏe hơn rất nhiều những người không tập luyện rồi. 3. Bạn cho rằng bạn xấu, có tập cũng không đẹp hơn được. Nếu bạn nghĩ tiêu cực như vậy thì thật là khó khăn cho bạn. Bạn cần suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn. Bạn có thể chưa đẹp, nhưng tập luyện không phải chỉ đẹp hơn mà điều quan trọng là bạn khỏe mạnh hơn. Và chắc chắn rằng việc tập luyện sẽ giúp bạn có thân hình đẹp hơn khi không tập luyện. 4. Bạn bảo rằng không có tiền để thuê huấn luyện viên nên bạn không tập. Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, kiến thức có trên Internet rất nhiều. Bạn chỉ cần dành thời gian xem, đọc, suy nghĩ và hiểu nó. Tuy nhiên, nếu có hướng dẫn viên hướng dẫn trực tiếp vẫn tốt hơn. Nhưng chắc chắn thì bạn cũng không thể tập đúng ngay trong những lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn không nên quá lo lắng vì điều đó. Bởi cũng giống như việc bạn học mọi thứ khác, sai lầm là chuyện hiển nhiên. Quan trọng bạn cần kiên trì, cố gắng thì bạn có thể nhận được kết quả tuyệt vời. 5. Bạn cố gắng tập luyện trong 2-3 tháng nhưng không được như người mẫu thể hình nên bạn bỏ cuộc. Bạn cần biết rằng những người mẫu thể hình dành cả cuộc sống của họ cho việc tập luyện. Họ phải hy sinh rất nhiều, phấn đấu rất nhiều để đạt được như vậy. Và chắc chắn khi họ mới bắt đầu tập luyện cũng giống như bạn. Điều quan trọng của một người thành công là không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bạn cố gắng hết sức, có thể bạn không đạt được như những người mẫu thể hình thì bạn cũng xấp xỉ như họ. Nhưng nếu không cố gắng tập luyện thì chắc chắn sẽ không đạt được gì rồi. Vừa rồi là một số chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nha. Xin chào lại các bạn. And charismatic, gotta live static, gotta get at it. Never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference right. I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution.